Thầy con lớp khám là học tại trường nay con đang thích về dự án máy tính cá nhân của con. Thì đầu tiên chương trình của con có tên là Calculator. Thì chương trình hoạt động như sau: đầu tiên là phải nhập một khóa mà do con cung cấp thì mới có thể truy cập được vào máy tính. Hiện tại máy tính đang dừng lại và không thực hiện bất bất kỳ một dòng lệnh nào, và nó phải thông qua phần đăng nhập này. Nếu mà cái khóa đấy đúng thì chương trình sẽ tiếp tục chạy, còn không thì sẽ thoát ạ. Thì bây giờ con sẽ nhập một khóa đúng là phải nhập tùy chọn trước là nhập khóa, thì tiếp theo là nhập khóa. Thì sau khi nó hiện login là tức là khóa đúng thì chương trình đã hiện tại vì khóa đúng. Thì chương trình của con cũng giống như phần mà thầy đã dạy, con chỉ thêm một vài chức năng như là phân tích thừa số nguyên tố và đổi màu và đổi độ dày. Thì con sẽ thử một vài phép tính. Ví dụ như là 8, thì con sẽ thử chức năng phân tích thừa số nguyên tố thì nó sẽ là 2 nhân 2 nhân 2. Và ví dụ con sẽ sử dụng chức năng sin cos tan thì nó sẽ ra một dãy số này, và con đã thử trên rất nhiều máy tính khác ở trên mạng và nó đều ra kết quả này. Về phần chức năng nổi bật của con thì về phần đó là chức năng phân tích ra thừa số nguyên tố và chức năng đăng nhập ạ. Vâng, thì một vài khó khăn của con trong khi làm dự án này đó là phần đăng nhập, thì con phải tìm hiểu ở rất nhiều nguồn và xem cái thư viện của cái Keyout này là một cái hệ thống để có thể quản lý những cái khóa này. Thì con phải xem các cái chức năng của nó để con có thể áp dụng vào. Thì đó chính là phần này. Thì ở đây nếu mà kiểm tra khóa mà bị sai thì nó sẽ trả về true, và tức là nó sẽ thoát app, còn không thì sẽ thực hiện chức năng startup. Và startup ở đây chính là cái máy tính cá nhân của con. Phân tích trình của con đến đây là hết. Mời thầy cô và các bạn nhận xét ạ. Hoàng Lâm bổ sung cho thầy cái phần chức năng phát triển trong tương lai nhé. À, về phần chức năng phát triển trong tương lai thì con sẽ thêm các cái tùy chọn khác như là đăng nhập, đăng ký, xong rồi đấy ạ. Và nếu có thể nếu còn một vài nếu con nghĩ ra được một vài chức năng khác trong máy tính của con thì con sẽ phát triển thêm ạ. Hoàng Lâm chia sẻ thêm về cái code. À rồi, ok, như vậy là cô được chia sẻ rồi đúng không nhỉ? Rồi, ok, thì thầy sẽ mời một số bạn nhận xét cho Hoàng Lâm nhé. Trước tiên là mời bạn là Xuân Quý nhận xét bài làm cho Hoàng Lâm. Thưa thầy, em thấy bài của em đã khá đầy đủ các cái chức năng thầy đã dạy và cũng có hai cái chức năng sáng tạo. Về phần thuyết trình thì em thuyết trình rất là lưu loát và rất là rõ ràng, rộng rãi. Rồi, thầy xin mời thêm bạn nào Nguyên Minh đi, xin mời bạn Nguyên Minh sẽ xét bài làm cho Hoàng Lâm. Bây giờ con đang không biết là thuyết trình kiểu như nào, tại vì còn chưa chuẩn bị kỹ. À không, có nhận xét cho bạn thôi. Thì con thấy là cái code nó chạy là tốt, còn nghĩ là con sẽ tham khảo trong nếu mà con cần thiết. Rồi, cảm ơn bạn Nguyên Minh. Như vậy là
À, chúng ta có góp ý gì cho bạn không? Có bạn nào góp ý gì cho bạn không? Nó góp ý gì cho bạn không? Để thấy thế là các bạn chỉ toàn khen thôi, đúng không? Đấy, từ bạn Xuân Quý đến giờ là chỉ bạn chỉ toàn khen thôi. À, rồi, ok. Thế vậy cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu mà các bạn nào mà muốn biết thêm cái gì đó hoặc hay là muốn nhận xét thêm thì các bạn cứ giơ tay nhé. Thì bây giờ bạn Hoàng Lâm sẽ cho thầy xem cái phần mà đăng nhập, cho thầy xem lại cái phần code đăng nhập của con. Code đăng nhập. Cái này là con lấy cái code mẫu xong rồi con phải chỉnh sửa lại nhiều với cả là fix lỗi thì nó mới được như này chứ lúc À. đầu. Chứ giống như hôm trước con bảo thầy là nó lỗi tùm lum nên là nhập ký đúng rồi nhưng mà nó không chuyển các thứ. Cái get checksum đấy hả? Còn cái checksum này là mẫu thầy ạ, để cho cái này nó hoạt động được chứ nếu thiếu cái phần này thì nó sẽ bị lỗi ạ. À rồi, ok. À, như vậy thầy sẽ nhận xét bài làm cho Hoàng Lâm nhé. Phần đầu tiên thì thầy thấy là bài làm của Hoàng Lâm có đầy đủ các cái tính năng theo như dự án thầy đã chia sẻ, cũng có thêm rất là nhiều những cái nút và nút có những chức năng bổ sung, đúng không ạ? Vẽ đồ thị thì ổn rồi, đúng không? Vẽ đường tròn thì ổn rồi. Thế còn con khóa sáng tạo khi mà tự phát triển ra một cái chức năng mới, mà thậm chí chức năng này thầy cũng chưa gợi ý cho các bạn, đây là một cái chức năng rất là hay, đó là mật nhập khóa để truy cập. Vấn đề key bản quyền của phần mềm thì đây là một cái vấn đề rất là thời sự đó, để chúng ta có thể tìm hiểu phần này rất là có ích cho sau này nếu như các bạn theo ngành lập trình này. Chỉ có góp ý nho nhỏ cho Nguyễn Hoàng Lâm và tất cả các bạn khác là khi tìm hiểu bất kể một việc gì đó thì các bạn lên mạng tìm là một cái giải pháp rất là hay. Thì tuy nhiên thì đôi khi những cái tài liệu trên mạng các bạn nên chắt lọc, bởi vì là cái phần khóa này thì không nhất thiết là các bạn phải sử dụng đến 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 thư viện đó. Chúng ta sẽ có thể thực hiện được cái phần khóa này bằng một vài dòng code rất là đơn giản, bằng cách lặp đi lặp lại kiểm tra xem cái key của người dùng có đúng với có giống với cái key hay là có tồn tại ở trong một cái tệp tin nào đó hay không. Sau đó nếu như tồn tại rồi thì chúng ta cho đi tiếp, thì chúng ta chỉ cần khoảng 2 đến 3 dòng code là ra thôi. Thì đấy, cái gợi ý thêm cho Hoàng Lâm như thế nhé. Và Hoàng Lâm có thể là về nhà sẽ tinh chỉnh lại cái code này làm sao để cho nó ngắn mà mình có thể hiểu được, nói một cái là bạn bè của mình hiểu được ngay, đúng không? Tất nhiên là bài làm còn rất là tốt rồi, chạy được cái khóa này là rất là thành công, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu như còn làm ngắn hơn được nữa thì thật sự là rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Rồi, ok. Không thấy đây là nó là kiểu một cái hệ thống với thầy là mình sẽ ở đây web con rồi À, thì nó sẽ kiểu lấy phần bị khóa mà con đã lưu trên này rồi kiểm tra ấy rồi chứ con không dùng cách là để phá một cái file mà kiểm tra ấy rồi. rồi, ok, thầy đã hiểu rồi. Tức là đây là cái thư viện, thầy hiểu rằng cái thư viện này là thư viện rất là chuyên nghiệp, nó kiểm tra key rất là chuyên nghiệp và rất nhiều người dùng, đúng không? Rất nhiều người dùng đó. Thì đương nhiên thì chuyên nghiệp thì là tốt thôi, đấy, rất là tốt. Thế nhưng mà cái cạnh thầy ý thầy đang nói là các bạn đang mới học về chương trình, đúng không? Thì nếu như các bạn có thể phát triển từ dưới lên trên là các bạn sẽ tự viết code trước, khi mà chúng ta sử dụng cái thư viện nào đó thì sẽ tốt cho cái phần tư duy của bạn. Chứ còn nếu như mà các bạn sử dụng cái thư viện thì thực sự là rất là ok rồi, nhưng mà các bạn mới học code ấy, thì thầy khuyên là các bạn nên là chúng ta sẽ tự code trước, sẽ tự code trước, chúng ta sẽ tốt hơn một cái tư duy nha. Rồi, ok, cảm ơn Hoàng Lâm và chúc mừng Hoàng Lâm đã hoàn thành rất là xuất sắc cái phần sản phẩm thuyết trình của mình. Vâng, thầy.